Nga sử dụng súng điện từ chống UAV thế hệ mới. Theo giới chức quân sự Nga, nước này đã thử nghiệm thành công súng điện tử cầm tay Stupor để đối phó với máy bay không người lái UAV của Ukraine. Công ty của tôi đã chuyển giao tổng cộng 10 súng điện tử chống UAV này cho lực lượng dân quân ở vùng Donbas thuộc miền đông Ukraine. Trong đó một số khẩu được coi như quà tặng và số còn lại tới từ các nhà tài trợ tư nhân. Đã có những phản hồi tích cực về loại súng này. Nhà thiết kế súng điện tử Stupor, ông Dmitry Glocko, nói với hãng tin RT hôm 6 tháng 7. Trang Army Reconnaissance dẫn một nguồn tin thân cận vấn đề cho biết, sau khi người sử dụng Stupor nhấn nút, thì vũ khí này sẽ chặn tín hiệu từ người điều khiển tới UAV, vô hiệu hóa và buộc khí tài này hạ cánh xuống một vị trí đã định. Cũng theo nguồn tin giấu tên này, việc quân đội Ukraine sử dụng một lượng lớn UAV vũ trang hoặc các loại vũ khí nhỏ hơn đã khiến nhu cầu về vũ khí khắc chế chúng trở nên cần thiết hơn. Theo tuần báo của Nga, súng Stupor dài 1,16 m, nặng 5,5 kg khi tác chiến, pin năng lượng lắp cho súng có thể hoạt động nhiều. Pin năng lượng lắp cho súng có thể hoạt động liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Stupor sẽ cần từ 4 đến 30 giây để gây nhiễu mục tiêu đối phương.